Ngày hôm nay, cơn bão Adalia đi tới nằm hướng Tây ở bên Florida. Trở thành một cơn bão rất là mạnh, chính phủ đang kêu nhiều người phải rời khỏi. Đó là dọc dài theo bờ biển. Ít nhất là có 8 quận Trường đại học, nhà chức trách kêu phải rời khỏi. Chỗ của học sinh ở sẽ bị ngập từ 6 cho tới 9 feet. Ngày hôm nay, chúng tôi có cái meeting trường của chúng tôi kêu tất cả mọi người phải cần rời khỏi trước khi 5 giờ chiều. cho nên chúng tôi gắn cố gắng dọn dẹp để rời khỏi. Bão này đã đánh vô Cuba, làm cho mưa lớn lũ lụt, gió thổi mạnh khoảng chừng 70 bao một giờ. Nhiều hộ gia đình sống ở ngay bên Cuba, nước gặp lên tới đầu gối ở florida cái chỗ mà kêu là big bend đó là dọc dài tampa và nằm luôn ở hướng nam florida những chỗ này đang kêu gọi là những chỗ sẽ bị sóng đập vô rất là cao ảnh hưởng rất là nặng khi bão này đi vô càng gần Lúc đó gặp nước càng nóng, biến trở thành bão cấp 1, cấp 2. Vào bữa thứ tư, nó trở thành là bão cấp 3 vào buổi sáng. Lúc đó là gió thổi mạnh, mưa lớn xảy ra. Có nhiều chỗ dọc dài ở bờ biển, sóng sẽ lên tới 12 feet. Theo suy đoán, từ tối ngày hôm nay cho tới sáng ngày mai, mưa lớn rất là nhiều. Theo được biết, dọc dài ở ngay Big Ben, Florida sẽ bị mưa rất là nhiều. Theo những nhà chuyên môn, bảo cho biết các bão này có thể đi đổi hướng bất cứ lúc nào giống như cơn bão in xảy ra hồi năm rồi. Thay đổi hướng đi về hướng nam rồi làm hư hại rất là nhiều ở bên Florida. Giết chết 150 người ở Florida hồi năm rồi. Theo ông Ron, thống đốc Florida nói cho biết nếu mà đi về hướng Tây, thì cũng bị ảnh hưởng, rồi đi về hướng đông cũng bị ảnh hưởng. Những người chủ nhà khi mà bị đột nhiên mưa bão đánh tới rất là nguy hiểm. Và năm nay có một số không có bảo hiểm có gần 10 cái hãng insurance khác nhau, họ không có bán bảo hiểm nữa. Họ đổi thừa là tại vật giá đang tăng cao, cũng dễ bị mưa bão thiên tai xảy ra cho nên họ không có bán bảo hiểm. Giống như hãng bảo hiểm Farm ngày hôm qua báo cho biết, cắt bớt đi hơn 2.400 công việc làm. Đó là 11% nhân viên của trong hãng Techform. Gần 15% những người chủ nhà bên Florida không có bảo hiểm. Có nhiều hãng bắt đầu không có bán bảo hiểm nữa. Một cái bảo hiểm của một năm ở bên Florida khoảng chừng 6.000 đồng. Đó là tăng lên khoảng chừng 42% so với hồi năm rồi. Cũng là mắc cấp 3 cho so với giá trung bình ở trên Hoa Kỳ và bảo hiểm mỗi năm đó là 1.700 đồng.